Chào các bạn đã trở lại với cái video học tiếng Anh của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái mẫu câu ở cái video vừa rồi và với những tình huống còn lại của cái video vừa qua nhé. Xin mời các bạn hãy theo dõi ở trên bảng. Và bây giờ các bạn hãy nhìn lên cái tình huống tiếp theo nhé các bạn. À, chúng ta hãy theo dõi. Write out Mary's telephone numbers. Như vậy, write out là viết ra các bạn. Mary's telephone number, cái số điện thoại của Mary. Viết ra, mà người Anh, người Mỹ người ta dùng cái từ là viết xuống đó. À, tức là bạn có cần tôi viết ra cái số điện thoại của Mary không? Trả lời, không cần, đừng bận tâm về điều đó. Đã có người viết rồi. Như vậy chúng ta cũng nói theo mẫu câu. Ở cái mẫu câu vừa rồi mà cái video chúng tôi đã cung cấp cho các bạn. Ở đây chúng ta có động từ to write, wrote và written. Cái động từ này chúng tôi đã cung cấp cho các bạn nhiều rồi. Các bạn ráng nhớ nhé. Có một số động từ chúng tôi cung cấp nhiều lần thì chúng tôi không viết lại nữa, đặc biệt là những cái động từ bất quy tắc đó nha. À, các bạn phải ráng nhớ. Và tiếp theo, chúng ta hãy xem xét cái tình huống số 8. Freeze the leftover chicken. Chúng ta có từ chicken là thịt gà các bạn. Leftover tức là cái phần thịt gà mà còn dư để lại đó. Thì cái phần thịt gà dư đó chúng ta gọi là leftover chicken. Ở đây chúng ta có động từ to freeze là bỏ vào cái tủ lạnh, làm cho nó đông lạnh. Tức là bạn có muốn tôi bỏ vào cái tủ lạnh làm cho cái món thịt gà còn lại nó đông lạnh hay không? Như vậy ở đây chúng ta có động từ to freeze là làm đông lạnh. Mà nghĩa ở đây chúng ta có nghĩa là bỏ vào trong cái tủ lạnh đó để lần sau chúng ta chế biến. Như vậy chúng ta có động từ to freeze là làm cho nó đông lạnh. Quá khứ là froze và quá khứ là frozen. Và cái động từ này chúng tôi sẽ viết ra cụ thể cho các bạn. Và tiếp theo, chúng ta hãy xem tình huống kế tiếp. Take the garbage out. Garbage, cái từ này chúng ta đã học rồi, tức là rác đó các bạn. Tức là mang rác ra ngoài. Chúng ta có từ take out là đưa rác ra ngoài. Tiếp theo, tình huống số 10. Wake the children up. Chúng ta có động từ to wake up là đánh thức. Đánh thức, đây là động từ có hai chữ đó các bạn, mà chúng ta đã gặp rồi. Như vậy, wake the children up tức là đánh thức những đứa đứa trẻ dậy, đứa trẻ dậy. Chúng ta có động từ to wake, quá khứ là woke và quá khứ phân từ là woken. Cái động từ này chúng tôi sẽ cho lại để cho các bạn khắc sâu cái động từ này và ráng nhớ nó nhé. Và tiếp theo, teach two word verbs today. Chúng ta có cái nhóm từ two word verbs. Verb là động từ các bạn. Mà động từ này là động từ có hai chữ mà chúng tôi đã dạy cho các bạn rồi đó. Ví dụ như trong cái bài này nó vừa xuất hiện là wake up là đánh thức dậy. Wake và up là đánh thức. À, nha. À, đó là động từ có hai chữ. Chúng ta có từ take out là mang ra ngoài. Mang ra ngoài đó là động từ có hai chữ. Mà chúng ta đã có những cái video học về những cái động từ này rồi. Như vậy ở đây ý nói là cái tình huống này là bạn có muốn tôi dạy những động từ hai chữ ngày hôm nay không? À, chúng ta có động từ to teach ở đây là dạy và quá khứ là taught và quá khứ phân từ là taught. Và tình huống cuối cùng, sing the national anthem. Chúng ta có từ sing là hát, national anthem là cái bài quốc ca. National anthem là bài hát quốc ca đó các bạn. Như vậy bạn có muốn tôi hát cái bài hát quốc ca không? Chúng ta có động từ to sing, quá khứ là sang và quá khứ phân từ là sang. À, cái động từ này chúng ta đã gặp nó nhiều lần rồi. Sing, sang, sang. Và bây giờ các bạn hãy nhắc lại theo tôi những cái tình huống gợi ý này. À, trước khi chúng ta vào practice speaking, tập nói theo câu mẫu câu ở bên trên nha các bạn. Chúng ta nhắc lại nhé. Now, repeat after me. Write out Mary's telephone number. Write down Mary's telephone number. Freeze the leftover chicken. Freeze the leftover chicken. Tiếp theo, take the garbage out. Take the garbage out. Wake the children up. Wake the children up. Teach two word verbs today. Teach two word verbs today. Và tình huống cuối cùng, sing the national anthem. Sing the national anthem. National anthem. Và bây giờ các bạn hãy nhìn lên trên bảng. Đây là những cái động từ mà nó xuất hiện trong cái tình huống vừa rồi chúng tôi đã cung cấp cho các bạn. Và chúng tôi viết ra những cái động từ này để cho các bạn khắc sâu thêm và nhớ thêm trước khi chúng ta đi vào nói theo cái mẫu câu với những tình huống mà chúng tôi đã cung cấp cho các bạn. À, bây giờ chúng ta hãy nhắc lại cho tôi những động từ này nhé. Write, wrote, written. Write,
wrote, written. Tiếp theo, động từ to freeze có nghĩa là đông lạnh các bạn, làm cho nó lạnh lạnh lại. Freeze, froze, frozen. Take, took, taken. Wake, wake, woke, woken. Wake, woke, woken. Tiếp theo, teach, taught, taught. Teach, taught, taught. Danh từ cuối cùng ở đây là national anthem, là bài quốc ca, bài quốc ca. National anthem. Now repeat. National anthem. National anthem. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái tình huống số 7 nha các bạn. Tiếp theo với cái video vừa rồi. Cái tình huống này là bạn có cần tôi viết cái số điện thoại của Mary ra không? Và người kia trả lời, không, đừng bận tâm về điều đó. Nó đã được viết rồi. Và nó đã được viết rồi thì ở đây không muốn nhấn mạnh là người nào đã viết ra nó, mà nó đã được viết ra rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với tình huống này. Do you want me to write out Mary's telephone number? No, don't worry about it. It has already been written down. Và tình huống số 2. Freeze the leftover chicken. Tức là bạn có cần tôi để đông lạnh cái món thịt gà còn dư lại này không? Trả lời, không, đừng lo lắng về cái việc đó. Nó đã được để đông lạnh rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói với tình huống này. Do you want me to freeze the leftover chicken? No, don't worry about it. It has already been frozen. Và tiếp theo. Do you want me to take the garbage out? No, don't worry about it. It has already been taken. Và tiếp theo. Bạn có cần tôi đánh thức những đứa trẻ dậy không? Không, không cần đâu. Chúng nó đã được có người đánh thức rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói tình huống này nhé. Do you want me to wake the children up? No, don't worry about it. They have already been woken up. Các bạn lưu ý nhé. Và tiếp theo là cái tình huống số 11. Bạn có muốn tôi dạy những cái động từ hai chữ vào ngày hôm nay không? Như vậy ở đây chúng ta có động từ hai chữ. Ở đây người ta sử dụng verbs. Có S ở đây là số nhiều. Thì chúng ta phải chia cái chủ ngữ ở đây là số nhiều nhé các bạn, là day. Chúng ta lưu ý nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu nói. Do you want me to teach two word verbs today? No, don't worry about it. They have already been taught. Và tiếp theo, tình huống cuối cùng. Bạn có muốn tôi hát quốc ca không? Bạn có muốn tôi hát quốc ca không? Như vậy cái bản quốc ca này nó là số ít thì chúng ta sử dụng cái đại từ ít nha các bạn. Ít nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với tình huống cuối cùng này. Chúng ta nói nha. Do you want me to sing the national anthem? No, don't worry about it. It has already been sung. Như vậy vừa rồi các bạn cùng với chúng tôi đã practice speaking, tức là tập nói ở dạng passive đi với từ thì hiện tại hoàn thành. Thì hiện tại hoàn thành. Chúng tôi đề nghị với các bạn như thế này. Các bạn đã nhắc lại theo tôi rồi. Thì các bạn có thể nhìn lại những tình huống đó và tự tái tạo lại theo cách của mình. Chúng ta chỉ nhìn vào tình huống thôi và nói. Có thể đóng hai vai hay là một vai cùng với người bạn của mình. Và chúng ta nói cho đến chừng nào chúng ta nói trôi chảy thôi nhé. Ví dụ chẳng hạn như là bạn có muốn tôi hát quốc ca không? Mà cái từ quốc ca chúng ta không nhớ thì chúng ta phải nhắc lại cái từ đó. National anthem. Rồi chúng ta gắn nó vào trong câu. Do you want me to sing national anthem? Thì chúng ta nhắc lại cái từ đó nhiều lần thì tự nhiên là chúng ta sẽ nói trôi chảy. Còn nếu mà chúng ta nói còn ngập ngừng thì chúng ta cứ nhắc tới nhắc lại cái từ đó và đưa nó vào trong cái câu đó thì các bạn sẽ nói nó trôi chảy thôi. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ thực hiện theo cái yêu cầu mà chúng tôi gợi ý để chúng ta có thể nói một cách fluently hơn nhé, trôi chảy hơn. Như vậy cái bài học của ngày hôm nay chúng ta tạm thời dừng lại ở đây. Và hẹn các bạn ở cái video tiếp theo với cái tình huống passive kế tiếp với những cái mẫu câu kế tiếp được mở rộng ra. Thân ái chào các bạn và hẹn các bạn ở video tiếp theo.